Bạn biên tập xin được lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, vừa qua, hai đập nước bị sập ở huyện Uwa, tỉnh Quảng Đông khiến 10 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Theo báo cáo của Southern Metropolitan Daily, vào khoảng 9 giờ ngày hôm trước, do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới mạnh Maon, hai đập nước do tư nhân xây dựng ở làng Jinjing, thị trấn Changhua, quận Hua đột nhiên bị sập và lũ đổ xuống tràn vào làng. Làng Jinjing đột nhiên chìm tròn đại dương nước mênh mông rộng lớn. Theo thống kê từ các phòng ban liên quan của huyện Hua, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, 10 người đã thiệt mạng, 23 người mất tích và 15 người bị thương ở làng Jinjing. Tổng số 310 hộ gia đình trong số 336 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng, trong đó có 34 người vô gia cư. Thưa quý vị, cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng số 3 trên biển Đông năm nay Maon đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc khiến 13 người thiệt mạng, 20 người mất tích và hai nhà máy thủy điện địa phương bị phá hủy. Theo bản tin của Tân Hoa Xã cho biết, cơn bão Maon đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, mang theo lượng mưa lớn và gây ra thảm họa cục bộ trong những ngày qua. Báo cáo cho biết cơn bão đã phá hủy mùa màng trên các cánh đồng lúa và làm hư hỏng một số cây cầu, đường hầm và đường dây điện. Theo báo tiếng Anh chính thức China Daily, khoảng 18.000 hectare đất nông nghiệp bị ngập, nhưng báo cáo không đưa ra chi tiết về thiệt hại mùa màng. Tờ China Daily cũng cho biết 10 nông dân thiệt mạng trong vụ lở đất và 2 người khác bị điện giật khi đang cố gắng sửa chữa đường dây điện dưới trời mưa. Báo cáo không nêu rõ nguyên nhân cái chết của người còn lại. Bão và lũ lụt ở Trung Quốc kể từ tháng 6 đến nay đã khiến hơn 800 người thiệt mạng, 7 người chết và 2 người mất tích trong trận mưa xối xả ở Quảng Đông. Quý vị thân mến, Quảng Đông cũng hứng chịu trận mưa xối xả và ngày hôm qua, thành phố Sán Đầu đã trở thành Jiuwu sau trận mưa liên tục kéo dài 10 giờ. Khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng, một cái hồ ở thành phố Wuchang bị vỡ bờ bao, đã xảy ra sạt lở đất ở khu vực miền núi của Bắc Quảng Đông. Trận mưa lớn hôm qua ở Quảng Đông đã khiến tổng cộng 7 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Và Lushan, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Giang Tây, đã trải qua một trận mưa xối xả vào 3 ngày trước. Hàng chục du khách đã bị sét đánh khi trú mưa dưới một gian nhà của ngũ lão, dẫn đến 4 người chết và hơn 40 người bị thương. 2 người trong số họ là một cặp vợ chồng người Đài Loan. Thưa quý vị, mưa lớn đổ bộ vào tất cả các khu vực của Hồ Bắc và sẽ có nhiều hơn sau 2 ngày nữa. Mưa xối xả trong nhiều ngày qua đã gây ra thiệt hại lũ lụt ở nhiều mức độ khác nhau ở tất cả các vùng của tỉnh Hồ Bắc. Theo báo cáo của Wuhan Evening News, vào ngày hôm qua, từ tối ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, 6 thị trấn bao gồm Tianmen, Jinling, Yuku và Yuzhen đã bị ảnh hưởng bởi bão và dông bão. Gần 30.000 hecta rau bị đổ, hơn 500 cây cối gãy đổ, hơn 50 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại trực tiếp về kinh tế gần 2 triệu nhân dân tệ. Jeju hứng chịu trận mưa lớn hiếm thấy trong vòng 100 năm qua. Lượng mưa ở 11 thị trấn và làng mạc ở Shubei lên tới hơn 300mm, vượt dự báo khí tượng hơn 5 lần. Theo thống kê sơ bộ, có 24 thị trấn, 682 ngôi làng và 876.000 người ở Tô Châu đã bị ảnh hưởng, 9.320 ngôi nhà bị hư hại, 1.261 ngôi nhà bị sập và 810.000 cây trồng bị nhấn chìm, bao gồm 182 cây cầu, 38.000 mét kè sông, đập và ao hồ, 71 cổng làng và 1.280 đê điều. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do trận mưa gây ra lên tới 125 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả khiến mực nước hồ Long Tan ở quận Wuchang dâng cao 3m và lượng nước tích tụ sâu nhất trong khu vực đô thị lên tới 1,5m. Dân số thiệt mạng là 270.000 người và 74 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Vào ngày hôm trước đó, mưa lớn liên tục ở thị trấn Shantou, Siluhe và Sanhu trong gần 4 giờ đã khiến hơn 100.000 hecta đất nông nghiệp bị hư hại.
đường cao tốc Tây An buộc phải bị gián đoạn trong 6 giờ và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2 triệu nhân dân tệ. Vào lúc 18 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, 3 người đã thiệt mạng do dông bão ở Jiali, đó là Jiang Kaifa, một nông dân ở làng Lihe, thị trấn Chiba, Yu Jianwan, một nông dân ở làng Kalu và Sekale, một học sinh lớp 5 học sinh trường tiểu học làng Shuhu. Theo kết quả phân tích dữ liệu mới nhất của Cục Khí tượng tỉnh, dự báo 2 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ có một đợt mưa lớn từ Tây sang Đông, tâm bão có thể nằm ở Nghi Sương, Bắc Kinh Châu, Tô Châu, Siangan và phía Bắc Hoàng Gang, lượng mưa lớn hơn và phổ biến hơn. Mưa bão liên tục và lũ quét ở huyện Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Theo báo cáo của Jiwang Morning News, ngày hôm nay, từ 3 ngày nay, mưa lớn liên tục xảy ra ở quận Hoàng Sơn gây ra lũ quét trên sông Ngòi đều dâng lên, 19 thị trấn và làng mạc trong khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng. Từ 2 ngày trước đó đến sáng hôm qua, lượng mưa ở quận Hoàng Sơn đạt 250mm, trong đó hơn 300mm tại các khu vực xung quanh khu thắng cảnh Hoàng Sơn. Lũ các sông trong lãnh thổ nói chung đã tràn vào các bờ kè. Theo thống kê sơ bộ, gần 5.000 hectare đất canh tác bị lũ cuốn, 52 thôn bản bị ngập, hơn 200 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông, thủy lợi, cấp điện và các công trình khác bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 116 triệu nhân dân tệ. Mưa lớn liên tục xảy ra ở Vô Tức đã làm ngập lụt 3.380 ha đất nông nghiệp và làm ảnh hưởng đến gần 2.000 người. Theo báo cáo của People Daily Online, Vô Tích bước vào mùa mưa ở Giang Nam từ 2 ngày trước, lượng mưa tích lũy hơn 200mm trong vòng 58 giờ, mực nước sông Nội Đồng lên nhanh, một số khu vực tích nước trong thời gian ngắn. Theo thống kê, toàn thành phố có 1.917 ngôi nhà dân bị ngập, 39 nhà máy và 3.380 ha ruộng bị ngập. Trận mưa xối xả trong 3 ngày liên tiếp đã kéo theo rất nhiều bất tiện cho đời sống đi lại và giao thông của người dân địa phương. Thượng Hải, thời tiết dông bão, lôi công giết 5 người trong một ngày. Theo báo cáo của Morning News, Chongming, Qingpu, Jinshan và những nơi khác ở Thượng Hải gần đây đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trong số đó, trang trại Ujin và trang trại Trường Giang ở huyện Trong Minh bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. 5 người bị sét đánh, tất cả đều chết sau khi nỗ lực cứu hộ không thành công. 5 người bị sét đánh chết trong một ngày, đây là lần đầu tiên ở Thượng Hải. Theo ông Ken, giám đốc văn phòng đảng và chính phủ của trang trại Ujin Thượng Hải, kể từ sáng ngày hôm trước, khu vực Trong Minh chìm trong mưa lớn, lãnh đạo nông trường ngay lập tức ra lệnh cho những nông dân vẫn đang cấy lúa trên đồng nghỉ làm và trú mưa. Người dân bỏ chạy vội vàng, gần đến chỗ trú mưa thì một tiếng sét rơi bùm, trúng ngay 3 nông dân đội 18. Một công nhân già cũng gặp thảm cảnh tương tự. Thảm cảnh tương tự cũng xảy ra tại trang trại Trường Giang, huyện Trong Minh vào cùng ngày. Khoảng 2 giờ chiều, một nông dân không may bị sét đánh khi đang làm đồng, tử vong do vết thương quá nặng, không được cấp cứu kịp thời. Theo một người của Cục Khí tượng huyện Trong Minh, Thượng Hải, những ngày gần đây thường xuyên xảy ra mưa dông. Trong Minh thuộc khu vực dễ xảy ra sét đánh, tai nạn sét đánh chủ yếu là do nơi xảy ra sự cố tương đối thông thoáng và những người ở vị trí tương đối cao đã đóng vai trò là cột thu lôi nên bị sét đánh. Việc xử lý vụ tai nạn đang được tiến hành. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Cao Heng Seng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống sét Thượng Hải tin rằng Thượng Hải đã vào cơn dông và người dân cần đặc biệt chú ý đến việc chống sét. Hơn 223 người chết, ít nhất 279 người mất tích vì lũ lụt. Theo BBC hôm vừa qua đưa tin, số người chết đã tăng lên do mưa lớn ở các vùng phía Tây Bắc Trung Quốc, bao gồm Thiểm Tây, Từ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Quý Châu, với hơn 223 người, ít nhất 279 người mất tích và 320.000 người mất nhà cửa, số người chết dự kiến sẽ còn tăng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin sẽ có nhiều trận mưa xối xả hơn ở tỉnh Tứ Xuyên. Đã có 210.000 người đã được sơ tán ở đó do mối đe dọa của lũ lụt. Báo cáo cho biết hàng chục nghìn sĩ quan và chiến sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân, Cảnh sát Vũ trang và Dân quân Dự bị đã được điều động đến cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Số người chính thức bị ảnh hưởng bởi thảm họa là hơn 36,83 triệu người và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 3,56 triệu ha. Thiệt hại kinh tế dự kiến sẽ vượt quá 837 triệu nhân dân tệ, khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phía nam thành phố Tây An ở Thiểm Tây, nơi những con sóng hỗn loạn dữ dội nổi lên từ lòng sông khô cạn, phá hủy cầu đường và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.
Theo Tân Hoa Xã đưa tin, những trận mưa và lũ lụt xối xả khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa, hơn 30 quận và 300 thị trấn bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, hơn 2,5 triệu hectare cây trồng bị thiệt hại ở tỉnh Thiểm Tây và hơn 80.000 ngôi nhà bị sập. Tại khu vực núi Tần Lĩnh thuộc quốc lộ 210 Thiểm Tây, 20 km đường bị cuốn trôi, trong đó có 10 km bị phá hủy hoàn toàn. Gần 20 ô tô bị lũ cuốn trôi và hàng nghìn du khách bị lũ cuốn. Chính quyền thành phố Tây An đã điều động hơn 200 cảnh sát vũ trang đến khu vực thiên tai để cung cấp nước và thực phẩm cho các du khách và nạn nhân bị mắc kẹt, đồng thời giải cứu họ. Theo báo cáo của Nhật báo Tứ Xuyên, Văn phòng Cứu trợ Thiên tai tỉnh Tứ Xuyên cho biết, kể từ trung tuần tháng 6, 9 thành phố bao gồm Thành Đô và Nghi Tân đã hứng chịu những trận mưa lớn, trong đó lượng mưa ở huyện Pensi trong 2 ngày đạt 456mm. Gần 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 4 quận của thành phố Chunning, 27 người thiệt mạng và 15 người mất tích trên toàn tỉnh, và 300.000 ngôi nhà bị phá hủy. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.